Nghe nói các anh em chơi Exeter bị gán một cái biệt danh khá là oan, đó là trộm chó. Vậy chắc hẳn là những người nuôi chó, chơi chó sẽ rất là cảnh giác trước những ai đi Exeter. Và hôm nay, tôi, Navu, sẽ thử đặt một chiếc Exeter 150 giữa một nhóm người chơi chó cưng, xem họ có kỳ thị tôi không nhé. Vâng, và qua đó thì cũng là để giới thiệu với các bạn một phiên bản độ Exeter được sơn tem đấu rất đẹp. Mời các anh em cùng chiêm ngưỡng nhé.